Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. Ê mọi người, hôm nay mọi người có thấy tôi cao không? Chứ tôi thấy là tôi quá là cao luôn á. Mọi người biết vì sao không? Vì mọi người đã thả cho video lần trước được 20.000 like, nên tôi tiếp tục làm series điều khiển các nguyên tố. Và bây giờ tôi đã lĩnh hội được một tuyệt chiêu mới, đó chính là tuyệt chiêu điều khiển con diều bằng khí công. Woo! Nè, đảo quá mèo. Wow, tôi bay thì cao luôn nè. Mẹ chị đang có thấy tôi không? Ủa, ai đang nói gì vậy ta? Ủa, cái gì vậy? Đừng nói, hai người không nghe tôi nói nha. Wow, chị đang thấy tôi nè. Chị có cao nghe quá, quá đáp một cách an toàn và đẹp mắt luôn mọi người. Ủa, quá xịn. Cái gì đã giờ cho tôi chơi với được không? Chơi cái gì? Mèo với chị Panda phải luyện được nguyên tố khí lên level max. Mèo mới có được cái con diều lượng. Con diều lượng này á bắt buộc người sử dụng nguyên tố khí á dùng một lực gió nhất định để phóng lên trời, bay lên. Wow! Đã vậy? Đã thiệt luôn á. Siêu. Ừ. Hình như mẹ nói không được á. Hút trời. Được, được, chị Panda được chỉ cần á mình cố gắng điều khiển thôi. Là mình có cố gắng. Đó. Cố gắng điều khiển thôi chứ. Thôi, chị Panda với mèo đừng có ghen tị với em nha. Dù á là em chỉ có mỗi con diều này và chiêu lửa thôi. Em hơn hai người, không biết có còn nhiều đâu á. Hai người đừng ghen tị nha. Em muốn tôi hỏi ông này nè. Ông nói là học max level của nguyên tố khí thì được cái đó. Vậy còn max level của nguyên tố nước của tôi thì được cái gì ạ? À, biết được gì không? Cái gì? Được cái nói chuyện á, anh định vô cái mặt ta phun nước miếng á. Trời ơi, nói chuyện gì đâu bệnh vô mặt ta vô duyên à. Ê, đừng giỡn, giỡn thôi. Giỡn thôi. Nè, để tôi nói cho hai người biết nè. Dơ. Thôi xin lỗi mà. Nói thiệt á chứ cái này không phải học mắt nguyên tố khí đâu. Cái này tôi mua ngoài chợ đó mẹ. Ta chị kiểu mẹ chị Panda thôi hả? Ôi chị với mèo á có biết lái đâu, mất công ngồi lái bay lên rừng rồi kêu em lên tỉnh cứu nữa, mắc cười quá. Em cũng đúng. Nè nè, ê bây giờ biết sao mèo, mèo chị Panda. Ê á tôi thấy á biết sao không? Chúng ta điều khiển được tất cả các nguyên tố thôi, bây giờ chúng ta cũng học hết tất cả các nguyên tố đi. Tôi có dư 10 điểm level lần. Tôi cũng muốn xài thử nguyên tố nước, nguyên tố đất đúng không? Chứ xài nguyên tố khí, nguyên tố lửa không á tôi thấy hơi phèn á mẹ. Mẹ bây giờ Phúc phải bỏ mấy cái nguyên tố kia rồi Phúc mới học được nguyên tố mới nha. Không, tôi không bỏ luôn á. Mẹ gì tôi đây giờ tôi học nguyên tố nước của mèo nè. Ý tôi là ông chỉ đùa mấy cái tuyệt chiêu của nó xịn xịn lại thôi. Cái này nguyên tố khí của mèo nhìn đã quá ta. Ơi mình học chiêu cuối là mấy cái nguyên tố nước mình chỉ học chiêu cuối là mọi người. Ê. Tôi cũng chỉ học chiêu cuối rồi. Đây, chiêu cuối là đủ rồi chứ vậy. Nguyên tố nước của tôi cái chiêu cuối ông xài không có được đâu. Đây để tôi thử nha. Mình sẽ bỏ cái diều của mình vô và bỏ cái con trâu vô đi mọi người. Đây, xong bây giờ mình sẽ sử dụng nguyên tố đất chiêu cuối. Ủa, ê mèo, nó nói cái này là phải có đất mới sử dụng được. Ủa, đây không phải là đất nè, hả? Nếu mà nhìn xuống đất thì dựng tường. Wow! Đây em thử dựng cái tường cho chị đứng lên, cho chị đứng lên được chứ. Mẹ đứng lên. Rồi. Rồi không được, không được. Có thể là luôn. Biết tại sao đứng không được? Không hết. Giá kẹt rồi hết rồi. Ấy. Cái quan tài này là bánh kẹp được luôn nè. À, tôi làm cho bánh kẹp bánh đá đi cùng á. Chị cũng có dựng tường mà ta. Có sập sai chưa? Tôi nhảy lên đây tôi bắt cua lên tôi đứng được ta. Không được đâu. Được nè, hay chưa? Ủa? Nếu mà tôi thử nha, tôi dựng lên như vậy, tôi nhảy lên tôi đứng. Người nào xây người đó được. Tôi dựng lên như vậy, tôi nhảy lên tôi đứng. Ủa, em có hay là được cho bắt cua nè. Ủa cái này xịn vậy? Ờ, đúng rồi, tại chị Panda không biết cách xài đó. Còn nguyên tố nước của mèo á, hơi thở đóng băng. À, nếu mà sử dụng hơi thở đóng băng này mà nơi nào có nước á là mình phải đóng băng đối thủ á. Đúng rồi. Chiêu này mạnh như vậy mà mèo lại nghĩ sao mèo nói chiêu này yếu vậy mèo? Ai nói ông vậy? Chiêu này mạnh nên tôi để dành mình tôi xài á. Ờ, vậy đặt dấu nghề nữa mấy bạn ơi. Thôi được rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cuộc phiêu lưu hành trình điều khiển các nguyên tố của mình. Lần trước mình đã chiến thắng được ngôi làng của Thủy Quốc rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi lên đường mèo, đang tiến tới ngôi làng của Quả Quốc. Ủa, đây, là mình đánh trùm cuối đó. Không phải trùm cuối đâu mèo, trùm cuối là lúc nào cũng ngầu á, mà chỉ trùm cuối không có nằm ở mấy cái nước nhỏ nhỏ rồi. Để tôi vô đây coi. À, con trâu này nó sẽ dẫn mình tới. Ê mèo khoan đã. Đi đâu ạ? Có một nơi tên là Rumble Arena. Ủa? Một chấn động gì nè. Còn cái này Ember là cái Quả Quốc nè, Quả Quốc hòn đảo Quả Quốc mình chưa lên được nha. Vậy mình đi Rumble đi. Được Rumble thôi. Ok luôn, tôi sẽ đến Rumble Arena. Đã đến Rumble Arena rồi đây tất cả mọi người. Rumble Arena này có truyền thuyết kể là trời ơi bỏ tay với mèo chị Panda luôn á. Để chị bảo vệ cho rau. Rồi chị Panda xoay chị Panda. Nữa rồi đó trời là trời. Rồi, ừ sao? Ơi tội nghiệp cái ông này thiệt. Chúng tôi đã đạp chở ông đó hố ta đạp ra một căn nhà. Phá cho cái xe rau xong rồi chôn luôn cho rầu này đi. Để đứng bán chị cho nó mệt không quý vị. Ông biết gì không? Vậy tại sao tôi thắc mắc á là mở
mỗi khu vực chỉ có một ông bắt rau thôi vậy? À, chắc là ông ghiền bắt rau với lại á. Trong cái thành phố này người ta nói á, ăn rau tốt hơn ăn thịt đó, hiểu không? Ủa, cái gì vậy ta? Ê, cái này á là... Nhổ đó không? Cái này là hình như đá ở trong hang động khổng lồ. Đá emerald của làng thổ. Ha, xịn đó. Ôi, không, lại đây. Ha, ông này giới thiệu làng thổ để tôi coi thử coi. Ông nói gì? Đằng sau một ngọn núi xa xăm, trong một hang động có một nơi dành để chiến đấu, một sàn đấu tự do. Nếu người nào mà chiến thắng được sàn đấu tự do này sẽ mang đến vinh dự cho vương quốc của họ. Ổng là chủ ở đây và ổng muốn mời mình tham gia một trận chiến, mèo. Wow, câu chuyện của ông này hay quá mèo ơi. Nè ra coi. Bây giờ hút đi một cách hiên ngang bước vào sàn đấu tự do. À khoan, xin giới thiệu. À khoan. Tôi nhìn thấy, tôi đã nhìn thấy huy hiệu đằng kia, huy hiệu được dấu kính. Đây rồi, tưởng gì, một cái huy hiệu làm dấu kính làm sao mà có thể thoát được mắt của tôi. Đây. Xin lỗi ông nè, tôi lập trước rồi. Lên lấy cho. Tôi phải nào? Cách nào? Tôi còn chưa bắt cua lên được nữa. Trời ơi, hút quá là gà. Gà mà hút ơi. Nhìn nè. Oh my god. Nhìn một phát là ăn ngay. Thấy chưa? Ôi, mẹ bắt cua giỏi dữ. À, tưởng gì? Bắt cua cũng chỉ là cái chuyện đơn giản thôi. Bây giờ từ đây tôi bay xuống xong tôi sử dụng tiền kêu bắn tốc độ. Ngầu không? Ngầu không? Thôi đi thôi, chỉ đây nè. Hút đây. Đây đây, tôi chính là đấu sĩ nè. Xin tự giới thiệu, đấu sĩ đầu tiên vừa xinh đẹp vừa dễ thương. Xin tự giới thiệu, tôi là mèo chanh. Ôi da. Đó, ủa. Ê, mấy ông này đều sử dụng nguyên tố hệ thổ hết nè. Ê, hút đây. Rồi, nguyên tố hệ thổ hả? Cái gì mèo? Tôi không có nước ở trong đây. Đó, rồi sử dụng nước đây đó luôn. Tôi thấy mèo bị lọt xuống dưới đó. Có ai thấy thì chụp hình lại cho tôi coi nha. Còn bây giờ nguyên tố hệ thổ nè, quá yếu. Mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu lốc xoáy đây. Pew. Ủa giống con chó chạy quá vậy. Đây đây đây, tưởng gì á? Mấy cái thằng này yếu giùm đã. Bùm. Quýnh quýnh một hit một đấm của nó đi. Lửa nè, tên lửa. Đó, cái chiêu tên lửa này rất mạnh nha mọi người. Mình phát hiện ra rồi, các bạn comment phía dưới là ơi anh Hút ơi, cái chiêu tên lửa của anh á tên là thiên thạch tấn công á. Nó mấy bạn nói là cái chiêu mà lướt thiên thạch này rất mạnh nè. Như một quả thiên thạch tông vào đó hổng tung một cái. Nó tông một phát thôi là dính con chó liền văng ra ngoài luôn. Nó đánh tôi rớt núi luôn đó Hút. Mẹ rất nói cái chuyện đơn giản thôi. Ôi, mẹ sử dụng hệ quả với tôi hả? Đây, quánh tay không cũng mạnh lắm. Rồi, chỗ lửa mày nè. Dám không hút hả? Dám cho hút, dám xuống được hả? Xong kiếm hộp bích nè. Ôi, thắng rồi, tôi đang xoay luôn á. Wow, sau khi mình thắng, nó đưa mình qua một cái level khác mọi người ơi. Ủa, giữa đầu tỷ thí võ công với mình hả? Đến với sàn đấu tiếp theo, Hút mang một phong thái quá là đẹp trai luôn. Cái gì? Giờ cái nách lên tôi chụp hôi nách đó. Bịch cái nách lại đi anh. Ê mèo, mèo, tôi nói ông hôi nách. Ông lấy cái tay chen cái nách, ông lại thấy cái hôi nách quá. Ôi, nặng mùi quá anh ơi. Còn gian dậy ra. Tôi sẽ đặt tên cho ông này là Khứa Tóc Dài Nách Hôi. Ê, Khứa Tóc Dài Nách Hôi muốn sao? Solo không? Có cái đâu không? Hút ơi. Vậy ông này, ông khách nó hút. Khách trong nôi á mèo. Đúng rồi, là nôi đúng nhất đó. Là đàn bà mà. Ông nói là mình đã thắng rồi. Bây giờ mình á sẽ được vào vòng tiếp theo là quýnh ổng luôn. Bro, wrestler, đấu sĩ bro mèo. Tôi né qua một bên, tôi nhờ ok giống luôn. Tất cả né. Ủa con kìa, đứng cái tướng nhúng qua nhúng lại kìa. Ôi anh ơi, từ từ nha. Anh ơi, chọn bà bánh đá thôi nhé. Các bạn nhìn mình ngầu không? Đó trời ơi trời, cái chiêu đó gọi là chiêu con nít. Ôi ôi ôi. Ôi đó, chọn con nít đi. Con nít nè chị bánh đá, em nhìn nè, em đi cái tướng. Ôi. Ông trốn cái tường đất của ông về phía trước. Chị làm được không chị bánh đá? Tiếp chiêu đi Hút. Đây. Tôi sẽ sử dụng tiền chiêu. Đất lên, gồng cái tường lên, sau đó sử dụng khí chưởng cái tường về phía trước. Ủa, sao được? Không được, tao không dám lộn cái. Ôi ôi ôi. Rồi rồi. Rồi lọt xuống luôn. Tôi thấy hai em lọt nhưng mà em cái này em bay lên nè. Chen. Tôi đã trở lại rồi nè. Rồi vậy. Giờ tôi không đùa với ông này nữa mọi người. Tôi sẽ cho ông lọt lại luôn. Đáng ghét là dám cho tôi. Đúng rồi, đẩy trong rớt luôn nè, vô nè, lọt xuống dưới luôn nè. Bây giờ dám cho ai lọt hả? Hả? Biết đấy, Hút là em là đấng sáng tạo đó con trai à. Dạ ông biết cái nào gọi là đánh nhau với người được chọn chưa? Tôi là người được lựa chọn ở đây nè chứ đâu phải ổng đâu. Tôi mới chính là avatar thật sự. Đang đối ông đó nè. Kìa, đánh ông đi. Đây, tiền chiêu, cú đấm lửa. Em bùng tông một phát đau đớn như con. Quay ngựa nè. Chưởng lửa. Nè 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 nè, dính chưởng nè. Đúng rồi. Bây giờ tiền chiêu mạnh nhất. Bùm, nổ tung. Cái gì vậy? Nó nổ tung rồi. Chọi một cái đi. Không chị Bana ơi, ông này phải hụt về em cứ tóc dài nó thôi. Bay xuống giật luôn. Bay xuống giật luôn. Thắng luôn mèo. Ôi ôi sao sinh phu à, sinh phu bây giờ hành sinh thua rồi. Có cái gì đây? Được bao lời. Bây giờ ông rủ đệ tử của ông vô hội đồng mình kìa. Rồi cái này là ai lãnh đây? Ai lãnh đây? Ôi từ 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 đệ tử của ông là được bao lời nè. Bao lời này một cái ông có lông lưng. Ôi, có lông ở trên lưng. Hết, ông chọn tôi rồi, ông chọn tôi rồi, tính ra đi. Đây đây, tôi sẽ đặt tên ông này là con lợn rừng mèo. Tôi tiếp theo đây. Tướng đồ sáu muối luôn, bây giờ quýnh lộn với mày. Thôi thở lửa hắt ông xuống nước. Thôi thở gì nhìn lạ vậy? Thôi thở gì nhìn lạ vậy mà có. Ơi, ơi, giỡn hoài vậy. Bay lên nè. Ê, lúc này quýnh lên chị. Rồi, tôi bay lên tôi nhìn. Ôi, cái gì vậy, tôi bay lên tôi nhìn thôi mà. Quýnh tôi nha.
mèo tưởng nữa. Bây giờ mình bay từ góc nhìn này mình nhìn thấy mèo với chị Panda quýnh hơi bị đẹp nha quý vị. Nè chị lấy tóc chị cho thôi bà Panda bán bay xuống vực nè, tôi thấy con gà. Ôi lướt vòng 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 ôi trời ơi đẹp em đi hơi thở vô cùng nguy hiểm. Ôi chị Panda chị chọi đá vô sau lưng ông á. Xem mèo mèo rồi luôn ông dám quýnh mèo của tôi hả? À mèo mèo yêu dấu của tôi giỡn mặt nè bay xuống vực luôn đi. Ôi tôi thấy ông biết mèo á. Ôi cái gì vậy? Ông té xuống đây quánh tôi nè. Xuống xong rồi trở lại hả? Nè con tay nè giỡn mặt à ăn hiếp mèo rồi ăn lửa đi. Ui ông này ui lên bay lên bay cánh bay lên bay lên. Ui cái gì vậy? Tôi chưa kịp bay nữa là hắn rồi chị Panda. Ê chị chọi ông một cái á. Rồi rồi chị Panda hắn rồi. Được rồi mời Blind Bandit kẻ cướp mù. Bây giờ đối thủ của mình là kẻ cướp mù hả? Ê Huế ơi ông mà đánh phụ nữ là không được đâu Huế. Ô cái này phụ nữ hả? Ồ ồ ồ chị Panda vô là phụ nữ con nhỏ này á trẻ đẹp hơn chị á. Đó là ô cái gì vậy mèo chưa gì mèo bay xuống giật rồi. Trời ơi, cái này là phụ nữ quánh mèo luôn chứ gì. Rồi, để cho ơi, người già quýnh lộn với trẻ em nha mọi người. Để chị mà. Tôi ơi chơi đá hột ngu. Tôi ơi ngu lần hai. Tôi ơi quá ngu luôn, bây giờ con đi. Ủa, à, mẹ lên rồi kìa. Ngu nè, tao ơi. Hết biết gì không hết. Nãy giờ tôi có thù với cái sàn đấu này, ai cũng hết tôi rớt mắt. Cái sàn đấu này để chị, cây này chị sẽ cái sàn này nếu mà quýnh không được là bị bay xuống giật liền. Khum xuống hết, khum xuống. Đây. Không, à. Tại hai người làm cái gì vậy? Thôi chị Panda ơi, tụi em đang thả cơm chó ở đây nè, chị ăn thôi, chị quýnh lộn tiếp nha. Ê, người già bay xuống giật thôi. À, đụng ai đụng chứ mày không được đụng tới người chị già nhất công ty bay được nha. Ê, xuống dưới quýnh bà Panda chứ. Nó đâu rồi, nó đâu rồi mèo. Ủa, nó rớt xuống dưới luôn rồi. Tính ra tập này hơi bị gây cấn nha. Nó đâu rồi chị Panda. Đâu rồi ta? Thấy thứ gì này chị đang kiếm đó nè. Rồi á, nó quanh trở lại rồi đó chị Panda, chị quýnh lộn với nó tới đây. Trời ơi, chị phải thắng á. Em biết đâu á, chị mà không thắng được là em cho chị rời khỏi tem bay rịch luôn á chị Panda. Cái con này nó xong. Nè, bà rồ tới nè con trai. Bà rồ Tắc Sình 4. Đây, nhìn đây, ta chính là bà rồ Tắc Sình 4 nè. Nè đòn. Ê, hút tránh nha, tránh nha. Nè đòn, nè nha. Để tôi giải quyết. Sao? Ây da, ây da, ây da. Ôi, bây giờ cái gì vậy? Chị Panda ở đây có cầu thang nè, sao chị không đi lên cầu thang chị Panda? Nè, cầu thang nè. Ủa, té hả hút? Tôi té rồi. Thôi ơi, vậy tôi giải quyết con này luôn nha. Trời đừng mèo ơi, để tôi bay lên nè, tới rồi nè. Lên. Lên đây bà con, tôi giải quyết cái con bóng này nè. Giải quyết con mắm mén đó đi mẹ ơi. Mắm. Con mắm này nó nhiều chuyện quá. Nó nhỏ xíu mà mày đặt nó quýnh gì mình ra rồi. Rồi thắng quá dễ. Chiến thắng được đạo quán ở dưới đất. Tưởng gì mấy cái đạo quán này nó có làm khó được ba đứa mình. Ba đứa mình nó đi một cách quá là ngầu bước ra khỏi cái đạo quán này. Trời ơi mấy cái chuyện này là mấy chuyện nhỏ. Thiên Nhang bước ra luôn. Chúng ta chiến thắng đạo quán thì các bạn có biết ai là người buồn nhất ở đây không? Sao ạ? Đó chính là ông bán rau. Ông bán rau này có thù ba đời với chị Panda với mèo. Bạn nào biết lý do vì sao thì hãy đăng lên đại diện góp biển giải thích lý do cho Rất hiểu nha. Đúng ba đời. Đúng ba đời cho ông bán rau. Tôi nghĩ là nhà ông bán rau này có ba anh em giúp đỡ. Mỗi người có một cái tiệm bán rau ở mỗi thành khác nhau. Mèo chị Panda quyết định giúp ba anh em này có cuộc sống ngang bằng nhau bằng cách gặp tiệm rau nào là mèo đá tiệm rau đó đi. Ê ông hết khóc rồi chị lại chị giúp đỡ. Đúng thiệt luôn á. Thấy ông hết khóc rồi nè. Đúng rồi. Biết sao không? Khóc hết nước mắt rồi đó. Khóc hết nước mắt rồi. Ông bị cắt đôi nói sầu. Ông bán rau cắt đôi nói sầu. Ông cắt luôn cả quán rau. Giờ ông chỉ còn lại thanh thản. Rồi ông ơi, tôi nghĩ là giờ ông chuyển qua bán đất rồi đó ông ơi, đừng bán rau nữa. Tại bà Panda làm đất cho ông hơi bị nhiều quá. Trời ơi. Rồi, đi nè. Đến với đấu trường tiếp theo nào. Ông mà trúng đất cái đầu vào liền luôn. Sau một hồi nghiên cứu qua lại nghiên cứu thì tôi mới phát hiện ra một điều. Mình ngu như con kiến luôn. Không, chúng ta không thể nào bước qua được hòn đảo của lửa, không bao giờ qua được đảo của hỏa quốc. Bây giờ một cách duy nhất chúng ta muốn đến được hỏa quốc là chúng ta phải báo cáo tình hình này cho một cái ông có thể đưa chúng ta tới hỏa quốc, rồi sau đó chúng ta mới được quyền đến hỏa quốc đó mọi người. Biết tại sao vậy? Sao? Thật ra chúng ta chưa biết đường tới hỏa quốc, mình phải đi tìm người biết đường dẫn tới hỏa quốc. Ra là vậy. Bây giờ á mình phải trở về hòn đảo Ba Sinh Sen nè. Tôi đây đi em mọi người. Hỏa quốc cái muốn lẹo lưỡi luôn á. Ờ cái từ đó đọc dễ lẹo lưỡi thiệt. Ai à, tới rồi về lại ngôi làng ở Ba Sinh Sen, ngôi làng này với nhiều người ăn dại nhất. Mấy bạn fan bảo là anh Red Hood ơi, anh có để ý không? Ở ngôi làng Ba Sinh Sen rất nhiều người ăn dạ nha. Đi đâu cũng thấy người nằm hết á, mặc dù là không có chuyện gì xảy ra hết. Ê đó. Mày thấy không mèo? Người đó mới nè nha. Người mới đúng không? À không phải người mới đâu mèo ơi, mèo tào lao quá đi. Ê Hood nó là người lạ ơi đó mèo. Có biết gì không? Tôi đọc bình luận mấy bạn fan nói cái làng này là giọng hỏi chị Panda nhiều nhất. À ngôi làng ăn dạ. Đúng rồi, tại vì á rất là nhiều. Tại vì ai cũng được ăn dạ hết á. Mà mặc dù không có chuyện gì á. Nhiệm vụ của mình á là phải đi tìm một cái quán rượu nhỏ. Không phải quán rượu mà là một cái quán bán thuốc nhỏ. Mèo nằm trong một con hẻm. Con hẻm đó là mình sẽ tìm được một cái ông á tóc dài, râu trắng bạc phơ.
là ông sẽ chỉ cái đường mình á tới rồi. Cái chỗ ảo quá các bạn vậy là cái ông nó già hơn chị Panda luôn. Đúng rồi, chị Panda mới gọi ông cụ. Đây đây rồi, đường tới hỏa quán tôi đã tìm thấy rồi. Sao nói quán nhỏ mà? Quán rượu này, đúng rồi, đây là một quán rượu nhỏ. Đây cái này quán dài. Đúng rồi, quán hủ tiếu. Đây là quán hủ tiếu rõ nha mọi người. Trời ơi, quán ăn thấy các bạn xíu không? Đúng rồi, quán ăn đó. Bạn nào thấy giống quán gì thì comment xuống phía dưới mình thả like. Dạo này tôi thấy mấy bạn ít nhấn like rồi nha, tôi buồn lắm nha. Ít bình luận, ít like quá. Đúng rồi. Ok. Nhưng mà biết gì không? Sao? Cái bà này để đánh cờ tướng. Trời, đánh cờ tướng không đây? Ai mà đánh đi mà nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. Ôi mẹ, có kìa. Đi vô nhà ta là thái mái cái tay chân chị đi kiếm cái đường đúng không? Kiếm cái đường đúng không? Này nè. Chôn ông này lại kìa. Đừng. Ông này là ông dẫn được. Chị mới làm thử rồi, chị làm không được rồi. Ông ơi, dẫn đường cho cháu đến Hỏa Quốc nào. Lẹ lẹ đi thôi mà bên nào cho ông luôn á. Ok, cho một ly trà đi ông. Rồi, uống trà xong rồi. Bây giờ ok. Ok. Ông cho cái Unlock Emerald Island. Tới được rồi nè. Hút. Sao? Chị mới thấy ở đây có quy chương nè. Chị kêu em là hút này là hút. Hút. Thấy chưa? Quy chương. Thấy chưa? Lần này tôi lấy 5 quy chương rồi nha quý vị. Tôi cũng được 5 cái. Rồi, đúng ok thấy chưa? Nhờ chị đi mở cửa lục lọi đó, thấy chị khôn không? Đúng rồi. Nhờ chị Panda, mọi người hãy nhớ nha. Tất cả hãy đăng lên đại gia đình cấp biển rằng á là nhờ chị Panda mà Red Hood đã kiếm được huy chương mà tưởng đâu nhờ cái gì? Nhờ tài ăn cắp giặt. Nói vậy thiếu. Cái gì? Là nhờ gọi là nhờ cái tật xấu của bà Panda. Đúng rồi, không. Nhờ cái món nghề hai ngón của bà. Nhờ tài chân thoải mái được á. Mình đã tìm được một cái huy hiệu nữa. Để thôi nói thiếu cho bà. Giờ qua bên đảo Quất Quất lẹ đi, tụi nó liệu luôn lưỡi. Lửa Quất đi, mình kêu lửa Quất được không? Lửa Quất đi, mấy bạn phải nói tôi kêu bằng hỏa, kêu mặt phải qua hổ mấy bạn mới chịu. Mấy bạn á không có chịu, tôi phải nói là lửa nào. Mấy bạn nói tôi vậy là phèn á, tôi buồn lắm á. Rồi, ok qua bên đảo lửa đi, giờ tụi nó hỏa Quất. Ok, lửa. Tới đảo lửa rồi. Wow, chúng ta đã tới đảo lửa bằng một con tàu to tổ chản. Ôi trời ơi, cục sắt mấy chi chỉ trên sông. Nếu mà con tàu này tôi thấy hình như trên đó có ánh sáng gì trên đó đó mọi người. Mình lên thử nha đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái glider của mình để sử dụng một cái chiêu bay lên. Wow, quá là đã luôn. Ê, mình bắt đi chung với chị, đừng có bay được không hết. Rồi đi mình luôn đi. Trên đảo lửa đây, tôi đang bị mai phục trên này mọi người. Đau quá. Đau mấy anh ơi. Đây anh, mèo, mèo chị Panda đâu rồi? Cứu tôi với, Ui da, tôi biết một tuyệt chiêu, đó chính là chiêu của nước. Tôi hẹn đánh quăng cái tên này. Sử dụng cái chiêu nước, đóng quăng đi nào. Đóng quăng. Kè sao cưng, này quýnh anh sao? Tôi quýnh anh sao? Anh cũng biết sử dụng chiêu của lửa vậy. Em nè, bùm. Ủa đau quá, mày đánh đau quá hả? Em luôn rồi. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Còn một thằng đang trốn trong giá tường. Chứng kìa. Để tôi. Giỡn mặt nè. Ôi, chúng em đập đó. Thằng đó đang ăn hiếp mèo kìa. Sử dụng tiền chiêu không khí. Ê, lửa có không khí, lửa nó cháy dữ lắm không ơi. Ê, tôi đang tiêu tia lửa, tia chém không khí được luôn nè nó. Cái này mới mạnh nè. Chém nè. Thôi, tôi đặt nước nó trời. Chém nè. Chết đi cái tên đáng ghét này. Bây giờ là hồi đại của chế rồi. Chế sẽ tặng nước mấy đứa bay. Rồi, coi mèo coi mèo làm cái gì mèo. Trời ơi, cái mặt tụt của tôi kìa. Xin lỗi ông. Cái gì mèo yêu xìu. Trời ơi, tôi thắng rồi. Tôi thắng rồi kìa. What? Mình đã triệu hồi ra tướng quân. Tướng quân của chiếc tàu này đã bước ra rồi mọi người. Ê, hình như ông này là người xấu nè. Thấy không? Không biết nữa. Trong phim á, ông này tôi biết tên ông nè. Ông tên là Zhao. Đây, ông này tên là Zhao nè. Tên quen lắm nha. Ôi, ông Zhao này, ông nói mình là một người rất mạnh. Mình có thể là một người mạnh nhất trong lịch sử mà ông từng gặp á mọi người. Đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Bởi vì chúng tôi là người được chọn. Amino, ôi, ổng là tướng quân Zhao. Ổng là người điều khiển lửa mạnh nhất ở khu này. Nhưng mà xin lỗi ổng cái gì vậy? Tôi vừa mới qua Hỏa Quốc chơi một phát là tôi đối đầu với ngay người mạnh nhất Hỏa Quốc luôn á hả? Đúng rồi. Phải là trò đùa không vậy cái gì? Này, giỡn mà à nói vậy thôi. Chứ thật gặp nó thuốc còn mạnh hơn ngươi nhiều. Đúng rồi đó. Xem đây, sử dụng lốc xoáy lên nè, xong cơ bôi một cái lốc xoáy lửa vô nữa. Rồi hai lốc xoáy cùng một lượt luôn. Nó không né được nào. Đây. Cơ bôi luôn. Đây. Xong sử dụng cơ bôi. Đóng băng đi nào. Sử dụng hơi nước nó bắt. Về hơi nước nó bắt. Nè. Hình như còn lâu lắm mới đóng băng. Cửa này không bị đóng băng được các bạn ơi. Cửa này nóng quá. Tính gì mà nóng như kem á. Nóng như kem thì phải cho một miếng gió. Ôi mẹ ơi, tôi hết mana rồi, tôi hết năng lượng rồi. Có cần thủ không? Đây, gió đây nè. Xoáy ông bay lên nóc nhà luôn đi. Ê, ông già. Thôi hút ra, tôi thấy ông thừa chắc thắng ông này rồi. Ê, ông này tính đất còn non và xanh lắm. Đúng. Nè. Ê, tính đất ông đỏ chết luôn. Chưởng ông gái. Ui, ui, ui. Chưởng ai đi tới chỗ mèo luôn kìa. Ông già, ông đỏ chết rồi, chả không còn xanh đâu. Một hit, gió, chém gió. Một phát nữa. Cái chiêu chém gió xạo ke. Đây. Ui, cái chiêu này yếu quá. Sử dụng cái này mạnh hơn. Gió này chém đi xa quá rồi. Tông một phát thắng luôn đó. Thôi thắng rồi. Ông sao tức lắm đúng không? Tức lắm không? Đứng kìa nhảy kìa coi chừng nghe dung qua dung lại một hồi là hôi nát bay tùng lum tà le luôn đó. Ê thắng xong là giờ mình đi nè mọi người ơi, chứ đừng nói chuyện với ông nữa. Giờ mình đi đâu ạ? Giờ thì heo tôi, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái ngôi đền của Hỏa Quốc nào. Ông mà bay một cái nữa là tôi chịu.
chị Panda đi theo ông này về luôn á. Ê mèo mèo nói vậy thôi chứ tôi để tôi phát cho mọi người một cái nha. Rồi có chưa? Không, bây giờ đó. Tôi sẽ đóng băng nước để đi vô. Cái gì vậy trời, bay đi mèo mà bay đi. Đến đóng băng nước bao giờ mới vô được. Vô đi. Cái tướng mèo bay công nhận xấu thiệt luôn. Tôi là chị Panda. Đúng là hai người chỉ làm được luôn á. Hai cái người đồng đội của tôi á bay như là hai con cóc mà bị mắc cạn vậy đó mấy bạn ơi, hai con ếch mắc cạn vậy bay gì đâu mà xấu quắc, nhìn tôi bay nè. Hui hui khẽ thiệt cao luôn. Là chị bay được luôn á. Mình bay cũng là... đẹp luôn nè, bay thiệt xong luôn nè. Bạn tưởng bạn bay đẹp chứ thật ra là bạn bay cũng xấu quắc trong mắt người ta thôi bạn. Ôi tôi thấy sao tôi nói vậy, hai bay đẹp hơn bạn bay trong bè là biết. Coi kìa, ai bay cái tướng rồi nhìn mất nết già mà còn không nên nết. Tính ra bay như con diều là có thật. Cái này bay giống như con ếch chứ bay như con diều cái gì. Nè, ôi, chúng ta đang tới đâu đây? Ê, chỗ này đóng cửa. Một ngôi đền bị bao phủ bởi mặt đất. Sử dụng chiêu chiêu này, phá đất. Ôi, hút tính là chỉ phá đất có lợi hơn á. Ôi, một người đang bị cái gì đây, đang buồn mấy bạn ơi, đang buồn quá, buồn khóc hu luôn. Kệ rồi rồi được rồi mấy bạn tưởng không, tới đây là mình sẽ giúp người này đúng không, đúng không mấy bạn tưởng tới đây là tôi sẽ giúp người này đúng không, tôi mặc kệ cho người này muốn khóc gì khóc. Bây giờ thì tôi sẽ kết thúc video hôm nay và để cho mấy bạn nhấn like cho tôi để tôi bắt đầu một video mới nè. Ông buồn và ông khóc hu khóc đêm già, để có gì á mấy bạn fan cho tôi 20k like tôi sẽ đến và giúp đỡ ông. Mọi người có muốn tụi mình giúp đỡ ông này không? Mấy bạn á là người á quyết định mình có nên giúp đỡ ông này không bằng việc nhấn like đó mọi người. Nếu mọi người nhấn like càng sớm thì mình sẽ ra video càng sớm để giúp đỡ ông này nha mọi người. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị, bây giờ bye bye mọi người. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật, không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.